Thanh tra Bộ Thông tin và Truyền thông đề nghị xử phạt Hoàng Lạc sai phạm của báo pháp luật Việt Nam. Ngày 28 tháng 6, Thanh tra Bộ Thông tin và Truyền thông đã công bố kết luận thanh tra đối với báo pháp luật Việt Nam. Thanh tra Bộ Thông tin và Truyền thông đã công bố kết luận thanh tra số 723-KL về việc thanh tra chấp hành quy định pháp luật về báo chí tại báo pháp luật Việt Nam và báo pháp luật Việt Nam Online. Báo này là cơ quan ngôn luận của Bộ Tư pháp có trụ sở tại thành phố Hà Nội thanh tra bộ thông tin và truyền thông đánh giá việc báo pháp luật việt nam để xảy ra nhiều hành vi vi phạm trong hoạt động báo chí đặc biệt là các bài viết sai sự thật gây ảnh hưởng nghiêm trọng và rất nghiêm trọng nhưng trong thời gian dài không chấn chỉnh khắc phục Thanh tra Bộ Thông tin và Truyền thông đã đề nghị cơ quan chủ quản của báo chỉ đạo giám sát báo này chấp hành nghiêm nội dung kết luận thanh tra và quyết định xử phạt vi phạm hành chính, có biện pháp chấn chỉnh hoạt động khắc phục những tồn tại hạn chế, ra sát sắp xếp lại các sản phẩm báo chí, đảm bảo khoa học, nâng cao chất lượng và tránh trùng lập nội dung chấn chỉnh các văn phòng đại diện, phóng viên thường trú. Đặc biệt, thanh tra bộ đề nghị cơ quan chủ quản căn cứ tính chất mức độ nguyên nhân sai phạm, chỉ đạo tổ chức kiểm điểm, xem xét, làm rõ trách nhiệm xử lý nghiêm các thiếu sót của tập thể cá nhân có liên quan, nhất là trách nhiệm của ban biên tập, người đứng đầu cơ quan báo chí. Đối với báo pháp luật Việt Nam, thanh tra bộ yêu cầu chấm dứt ngay các hành vi vi phạm đã được chỉ ra tại kết luận thanh tra cải chính xin lỗi gỡ bỏ thông tin sai sự thật không phù hợp thuần phong mỹ tục việt nam quy kết tội danh khi chưa có bản án của tòa án đặt tiêu đề bài viết sử dụng hình ảnh minh họa không phù hợp nội dung thông tin làm cho người đọc hiểu sai nội dung thông tin đã nêu tại kết luận thanh tra